Toàn cảnh đám cưới đang thu thảo, ôm mẹ ngấn lệ ở nhà gái, cười hạnh phúc ở nhà chồng. Cùng nhìn lại toàn bộ hình ảnh rước dâu của đôi tân lang tân đương Đặng Thu Thảo, danh nhân trung tính. Sáng ngày 6 tháng 10, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã chính thức lên xe hoa cùng danh nhân trung tính. Ngay từ sớm, buổi lễ đã được gia đình hai bên chuẩn bị chu đáo. Tuy nhiên, Đặng Thu Thảo lại quyết giấu mặt trong suốt thời gian lễ vu quy diễn ra tại nhà riêng ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Cho đến khi các nghi thức xin dâu, bái già tiên kết thúc, Hoa hậu Việt Nam năm 2012 mới cùng chú rể trung tính bước ra ngoài để lên xe hoa về nhà chồng. Cùng nhìn lại toàn bộ hình ảnh rước dâu của đôi tân lang tân nương Đặng Thu Thảo trung tính. Dàn phụ rể cùng trung tính đã có mặt đúng giờ tại nhà Hoa hậu Đặng Thu Thảo để làm lễ rước dâu. Một số hình ảnh trong lễ rước dâu sau khi hoàn tất buổi lễ đã được hé lộ, trong đó cặp đôi Đặng Thu Thảo trung tính đang thực hiện một số nghi thức truyền thống, đặc biệt hình ảnh Hoa hậu Việt Nam năm 2012 rơm rớm nước mắt bên ông xã nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả. Đặng Thu Thảo thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ đẹp không bốc chết. Cặp đôi thực hiện nghi thức trao nhẫn cưới chính thức nên viên vợ chồng. Hoa hậu Đặng Thu Thảo ngấn lệ bên ông xã. Mỹ nhân Bạc Liêu ngấn lệ khi mẹ ôm chặt trước lúc lên xe hoa về nhà chồng. Ngay sau đó đôi vợ chồng trẻ xuất hiện và chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng. Đặng Thu Thảo đã thu hút mọi sự chú ý bởi vẻ đẹp thanh thoát tuyệt đẹp, cô diện áo dài đỏ và cười tức mắt, hạnh phúc bên ông xã trung tính. Tại nhà trai, Hoa hậu Đặng Thu Thảo nở nụ cười hớn hở cùng ông xã trong ngày trọng đại. Đặng Thu Thảo cẩn thận chỉnh áo cho ông xã. Ông xã trung tính được mẹ vợ ôm. Sau đó gia đình nhà trai thực hiện nghi lễ gia tiên. Nhà Hoa hậu Đặng Thu Thảo đóng kín cửa lúc đón rể. Lễ vu quy tại nhà riêng của Hoa hậu Việt Nam năm 2012 Đặng Thu Thảo và danh nhân trung tính đã chính thức diễn ra vào trưa nay, ngày 6 tháng 10. Trưa ngày 6 tháng 10, Đặng Thu Thảo và danh nhân trung tính đã làm lễ bái tổ tiên tại nhà riêng của Hoa hậu Việt Nam năm 2012 ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Nổi tiếng là người kín tiếng trong chuyện tình cảm, nên mọi thông tin về hôn lễ của cặp đôi đều được tiết lộ rất ít. Vì muốn giữ sự riêng tư nên người nhà cả hai cũng đề nghị giới truyền thông không tác nghiệp bên trong không gian diễn ra buổi lễ. Sau buổi lễ vu quy, Đặng Thu Thảo và danh nhân trung tính sẽ làm tiệc cưới tại một nhà hàng sang trọng tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, gia đình cô dâu chú rể cũng có đội ngũ bảo vệ chặt chẽ, tránh sự tác nghiệp của truyền thông để đảm bảo không gian riêng tư ấm cúng. Chàng siêu xe trị giá hàng chục tỷ đồng của gia đình doanh nhân trung tính có mặt đúng giờ tại nhà Hoa hậu Đặng Thu Thảo để làm rễ rước dâu. Dẫn đầu là chiếc xe hạng sang của chú rể trung tính. Dàn bê chép của nhà trai diện vép lịch lãm tiến vào nhà Đặng Thu Thảo, chuẩn bị thủ tục xin dâu. Dàn phù dâu của nhà gái. Trong đó, Hoa hậu Việt Nam năm 2010 Ngọc Hân sẽ là phụ dâu chính trong lễ vu quy này. Chú rể trung tính không giấu được vẻ hạnh phúc trong ngày trọng đại. Bố mẹ trung tính đi sau con trai để tiến vào nhà gái. Tuy nhiên, sau khi thủ tục trao lễ diễn ra, cửa nhà Đặng Thu Thảo lập tức đóng chặt để đảm bảo sự riêng tư, không cho truyền thông được tiếp cận. Chú rể trung tính bên trong nhà cùng hai bên gia đình làm lễ xin dâu và cúng bái gia tiên. Toàn bộ nghi lễ đều được giữ kín, không để lộ ra ngoài quá nhiều. Vào ngày 1 tháng 10 vừa qua, Hoa hậu Đặng Thu Thảo và danh nhân trung tính cũng làm lễ đính hôn tại nhà riêng với sự góp mặt của hai bên gia đình cùng bạn bè thân thiết. Mặc dù đã giữ kín thông tin nhưng một số hình ảnh về lễ đính hôn vẫn bị rò rỉ lên mạng xã hội. Ngay sau đó, Đặng Thu Thảo cũng lên tiếng xác nhận thông tin về buổi lễ và chia sẻ những hình ảnh tuyệt đẹp trong ngày trọng đại này. Hoa
Hoa hậu Ngọc Hân nhận xét thế nào về chồng đại gia của Đặng Thu Thảo? Gặp chàng trai đó, tôi thở phào nhẹ nhõm vì rốt cuộc nàng đã tìm được một bộ vai xứng đáng. Tôi tin vào trực giác của mình. Tôi vui mừng vì điều ấy, Hoa hậu Ngọc Hân nhận xét về Trung Tính. Sau hơn 2 năm yêu nhau, hôm nay cặp đôi Đặng Thu Thảo và Trung Tính đã tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc và vui mừng của đông đảo người hâm mộ. Trong lễ rước dâu diễn ra sáng ngày 6 tháng 10, bạn thân của Đặng Thu Thảo, Hoa hậu Ngọc Hân cũng có mặt với vai trò phù dâu. Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Hoa hậu Việt Nam năm 2010, Ngọc Hân đã dành lời chia sẻ khá dài gửi tới Thu Thảo. Ngay sau khi đăng tải, chia sẻ của Ngọc Hân đã nhanh chóng thu hút rất nhiều sự chú ý. Ngọc Hân viết, thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Ngay đó khi tôi làm giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2014, nàng đã chủ động tiến đến hỏi thăm. Chúng tôi lập tức mở lòng được với nhau vì cùng chung chí hướng, một quan điểm và lối sống. Nàng chân thành và giản dị, tôi cũng chẳng ưa bon chen và thị phi. Thân không có nghĩa ngày nào cũng trò chuyện, gặp gỡ. Tôi và nàng ở hai đầu đất nước, số lần gặp nhau một năm chỉ đếm đầu ngón tay, nhưng chúng tôi luôn có mặt vào đúng thời điểm bạn mình cần. Khi nàng được xướng tên Hoa hậu, tôi là người trao vương miện cho cô ấy. Khi nàng kỷ niệm tình yêu tròn 3 tháng, tôi ở bên chia sẻ khoảnh khắc đó với nàng. Gặp chàng trai đó, tôi phở phào nhẹ nhõm vì rốt cuộc nàng đã tìm được một bờ vai xứng đáng. Tôi tin vào trực giác của mình, tôi vui mừng vì điều ấy. Và đến hôm nay, một lần nữa, tôi đã ở bên nàng với tư cách là một phù dâu, đưa cô ấy về nhà chồng. Hạnh phúc chẳng phải ở đâu xa, mà ngay đây thôi, tôi tin cô ấy sẽ được yêu thương và hạnh phúc mãi mãi. Có nhiều thứ trong cuộc đời này là nhân duyên, tôi và Thảo là như thế. Chúc mừng cô em cùng họ Đặng. Ngọc Hân là một trong những người bạn của Hoa hậu Đặng Thu Thảo trong showbiz. Ngọc Hân đăng quang Hoa hậu Việt Nam trước Thu Thảo 2 năm. Cũng như đàn em, cô có lối sống khép kín và nói không với scandal. Ngọc Hân xuất hiện khá sớm trong đám cưới của người bạn và cũng là cô em gái thân thiết của mình. Lý bất ngờ được chị bày chiêu để đúng gục trái tim Hồ Ngọc Hà. Nếu em suy nghĩ thoáng chút xíu ở cách cư xử thì chị tin chắc rằng em Hà sẽ yêu em trai nhiều lắm, chị của Kim Lý dặn dò. Trong khi Đàm Thu Trang, người tình tin đồn của Cường Đô La, dắt tay bé Su Beo đi chơi dịp Trung Thu, thì mọi hoạt động của Hồ Ngọc Hà và bạn trai tin đồn Kim Lý cũng nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng. Thay vì đi chơi chung hoặc đăng ảnh vui vẻ bên nhau trên trang Facebook cá nhân, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý mỗi người một tâm trạng riêng, nhưng điểm chung của cặp đôi bị fan nhận xét là đang cô đơn, đượm buồn. Chia sẻ hình ảnh tạo dáng ngồi sang chảnh một mình, hướng mắt nhìn xa xăm, Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, Hồ Ngọc Hà viết. Phía Kim Lý, anh cũng đăng tải một hình ảnh kèm lời chúc, buổi tối thứ tư vui vẻ. Tuy nhiên, gương mặt của nam diễn viên bị fan nhận thấy anh không được vui. Em thấy anh nói vui vẻ, nhưng sao vẻ mặt anh được buồn và có tâm sự, Facebooker Thùy Linh băn khoăn. Liền được Kim Lý trả lời, không hạnh phúc lắm và gửi kèm hình ảnh của Hồ Ngọc Hà với gương mặt buồn. Ngay sau lời chia sẻ của Kim Lý, nhiều fan gửi lời chúc hạnh phúc cho cặp đôi. Đáng chú ý trong đó có dòng chia sẻ bài chiêu từ Facebook Zumi Kim, người Kim Lý lễ phép gọi bằng chị, đã chỉ cho nam diễn viên người mẫu biết cách đúng gục trái tim của Hồ Ngọc Hà. Em trai à, muốn đạt được tình yêu đích thực với Hà, em phải mở hết trái tim rộng lượng và tình yêu thương của em trai dành cho bé Su Beo, chia sẻ bớt tình cảm em Hà là người mẹ dành tình cảm riêng chút xíu cho con trai. Nếu em suy nghĩ thoáng chút xíu ở cách cư xử, thì chị tin rằng em Hà sẽ yêu em trai nhiều lắm. Là phụ nữ, hãy yêu thương con và tình cảm của bạn trai là ngang nhau. Cố lên em nhé! Sau hôm nay chị thấy em đăng hình không được tươi trẻ, có chút xíu buồn nhé, Facebooker Zumi Kim viết. Kim Lý hưởng ứng lời khuyên chân thành từ phía chị gái, thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng. Được biết sau khi ra mắt MV Cả Một Trời Thương Nhớ, Hồ Ngọc Hà, Kim Lý không ít lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau và dành cho nhau những lời có cánh trên mạng xã hội. Cặp đôi còn bị bắt gặp tình tứ hẹn hò lúc nửa đêm cùng vào khách sạn và rời khỏi đó lúc 3 giờ sáng khiến fan không khỏi ngỡ ngàng.
Tuy nhiên, bà mẹ một con và Kim Lý chưa một lần công khai thừa nhận chuyện tình cảm trước công chúng. Sau 3 tháng quen nhau, Hồ Ngọc Hà khoe món quà đặc biệt Kim Lý tặng. Kim Lý đã dành cho Hồ Ngọc Hà một món quà vô cùng đặc biệt khiến cô bất ngờ sau 3 tháng quen nhau. Dù chưa một lần khẳng định trước truyền thông về vấn đề tình cảm, nhưng những hình ảnh gần đây liên tục được Kim Lý hay Hồ Ngọc Hà chia sẻ khiến công chúng không khó để nhận ra họ đang trong mối quan hệ trên mức tình bạn. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ món quà đặc biệt của Kim Lý dành tặng khiến cô bất ngờ và sung sướng. Trước đó, đã có lần Hồ Ngọc Hà cũng có lần gửi lời chia sẻ chân thành và đầy tình cảm về Kim Lý. Cảm ơn các bạn fan ở phương xa đã chụp lại khoảnh khắc này để mình kiểm chứng bạn diễn của mình thật thà, tốt bụng mà cũng lạ kỳ. Trước khi nhận lời MV, Kim Lý đã hành mình và ekip lên bờ xuống ruộng, suýt nữa cả ekip anti bạn ý. Đòi tiền bằng được chỉ vì lý do cho mình hiểu rằng nên biết tôn trọng các lời mời của người khác dù có từ chối hay bận việc, cũng lịch sự trả lời. Bạn ấy có mấy lần mời mình đóng phim hay đi ra mắt phim nhưng mình đều im lặng và giờ bạn ấy dành hết số tiền cho từ thiện và có ghi cả tên mình. Sau khi MV ra mắt đến nay hiệu ứng tốt đến mức mà đi đâu mình cũng được khen và chúc phúc và bảo nào cũng điện thoại hỏi thăm riết. Giờ em thấy xung quanh em giờ cả một trời Kim Lý. Cũng từng có rất nhiều lần trước truyền thông và người hâm mộ, giọng ca một trời thương nhớ, dành không ít những lời tốt đẹp dành cho bạn diễn điển trai. Nữ ca sĩ khẳng định Kim Lý đúng kiểu một người đàn ông Bắc Âu, lịch lãm và rất trân trọng phụ nữ. Mới đây khi Kim Lý đăng tải kèm với dòng tâm trạng, đã làm cho các fan lo lắng và ngay sau đó họ liền bình luận để hỏi thực hư. Theo đó, nam diễn viên khiến mọi người ngỡ ngàng khi trả lời bằng cách đăng tải hình ảnh đời thường của Hồ Ngọc Hà và khẳng định No, very happy, tạm dịch, không, rất hạnh phúc. Câu trả lời này gần như khẳng định mối quan hệ giữa họ đang tiến triển rất tốt. Dù vậy, cho đến nay, cả hai nhân vật chính vẫn chưa ai lên tiếng thừa nhận chính xác về mối quan hệ giữa họ là gì với đông đảo người hâm mộ.